Hôm nay mình sẽ đi camping ở đập Phước Hòa, Bình Dương. Đây là con đập rất là hùng vĩ, nó thể hiện sức mạnh chế ngự thiên nhiên của con người. Và các bạn cùng đi tham quan cùng mình nhé, và đi cắm trại cùng mình.
Bình Dương, cô giáo Bình Dương ở đây nó làm cái đập mà tràn lại sang bên ở xuống dưới. Ở bên kia nó là hai cái cổng, hai cái cửa, hai cái cửa sập. Bây giờ nó đang sập, đang đóng. Còn ở đây là đập tràn, đập tràn ở đây là cột, nó là tràn ở dưới. Nhưng mà đập tràn như các đập khác. Bên trên này là vùng nước, vùng nước ở trên này. Ở đây đặc biệt mình không thấy ốc bươu vàng. Thế ở những nơi khác mà những cái chỗ như này là nó có ốc bươu vàng nó để trứng nhiều lắm. Ở đây không có ốc bươu vàng. Gần như chết rồi. Ở bên trong kia, bên trong kia chắc là có hồ đó. Đi sang phía bên kia, lên kia như là có còn có đặc sản đấy. Hết này cũng là cái cửa xả với cái gì hết cái cửa xả. Cửa xả nữa. Cái cần trục để xả để kéo cái cửa lên. Nước nó bay lên mờ mờ ảo ảo rất là đẹp, khá đông bà con cuối tuần đến đây thư giãn. Ở bên kia cũng có cái trại này cũng có. Cũng như câu cá.
đây có hai cái sùng sùng nó hơi có cướp này, nó hành một đây là cái thuyền của ngư dân, người ta lại đêm hôm qua mưa nên nước nó lớn. Đập nhìn từ bên dưới mình đã đến khu cắm trại khu này, còn đây là keo chạm rộng, rất là rộng. Bên kia cũng vậy, bên kia bò cũng vậy, cũng là mùa là vườn chạm vườn keo lên là rất là mát và rộng, có tháo hồ cắm trại. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là trên kia các bạn trên đập thì các bạn check in rất là đông, chuẩn bị đồ ăn trưa đầu lúc rồi ăn trưa thì đồ ăn trưa đọc đúc rồi ăn trưa. Chúng tôi chuyên cung cấp thực phẩm cho camping, dã ngoại, du lịch. Hotline 0784 555 569 hoặc 0979 500 066. Email coa@globalgarden.vn, website globalgarden.vn hoặc www.camping-food.com. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.